Kênh Hoa Lan TV mai lại có mặt ở Ngọc Lan Viên của anh Trần Tuấn, 181 Đình Thôn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây các bạn thấy số điện thoại của anh Trần Tuấn này: 0948289555 nhé. Hôm nay giới thiệu các bạn một cái giò sập hoa trắng. Thực ra cái này có chỗ người ta gọi ý thảo rồi đấy. Có chỗ thì thập hoa, ai gọi đâu thì kiểu đó. Có vùng gọi là cái này là ý thảo à? Ý thảo xong lại còn đại ý thảo nữa đúng không? Đấy, cái đại ý thảo thì lại sang kiểu như là cây học vĩ. Đúng rồi. Nhưng mà thực ra cái cây đấy nó không giống nhau. Cái này có vẻ như hình như tàn rồi. Cũng hơi tàn rồi đúng không? Quá tàn rồi ạ. Vẫn đẹp lắm, vẫn rất đẹp. Thực ra cái này nó chưa thể gọi là trắng được đâu. Cái này là cánh trắng thôi, chứ còn cái trụ như của nó là vẫn đen. Vẫn hơi nâu xanh, nâu á. Hơi xanh. Khi nào nó đột biến hoàn toàn thì cái trụ như này nó phải sang màu màu cốm, xanh cốm. Nó sẽ đúng thực sự là đột biến hết. Nhưng mà đây là cây ra hoa lần thứ hai, lần thứ hai trong một năm ấy. Hoa này nó nhỏ xíu nhỉ? Nó nhỏ. Bông này thì có thể một phần là do kiểu không chăm sóc ấy, nó dày. Nhưng mà nếu nói về chất bông thì không được đẹp, chưa được đẹp. Chưa đẹp. Chỉ có điều cái giò nó tương đối là to. Nhiều hoa. Khá khủng. Cái lần này bây giờ là nó rụng bớt đi nhiều bông lắm rồi. Đúng rồi. Rất nhiều. Đây có rất là nhiều bông đã tàn nó rụng. Cây thì nhiều vô kể đấy nhờ. Cây thì khỏi nói. Cuối tuổi. Vâng. Mời tôi. Không. Đấy không gọi là cây được. Cây là mọc ra từ thân cây. Thân cây đấy là mầm. Còn kia là cây con. Mầm. Cây con rất nhiều luôn. Năm sau. Năm sau thì sẽ không ra hoa ở các cái cây đấy. Mà ra hoa ở các cái thân già tiếp này. Càng già thì đấy, nó phải khi nào hết mắt ngủ. Cứ còn mắt ngủ là còn sang năm nó hoa ra đúng không ạ? Rất tích cực là đẹp. Không để thì ra nhưng hoa mà cây này nó. Thì nó có vùng nào anh? Cây này là ở trên gần vùng trà mình hay uống quên mua Tà Xùa đó. Cây này lấy ngày đấy mua là mấy triệu lâu phết đấy, mấy triệu của ai trên đó. Thực ra thì cây này dễ trồng mà có mỗi điều là nó không hay như cây khác, đó là cái cây này thì hoa nó không thơm. Hoa không thơm mà cái này trồng khô ráo là nó cũng hơi thơm đấy chứ. Mát mát thôi. Thơm thoang thoảng. Nhẹ nhẹ thôi. Có chứ, hương, có hương chứ không phải thể nào kiểu như là nó không có trầm lên, nó không có nằm nồng lên như là trầm mấy phi điệp hay là các loại hay địa lan. Nhưng mà cái này cũng của nó cũng là có hương chứ không phải là không có hương. Nhìn đây, nếu mà nhìn toàn cảnh ra một chút thì các bạn thấy là cả đây là sẽ rất là đẹp. Đây là do không biết cách tàn nó ra đấy, nếu tàn nó ra hoa nó sẽ đều hơn thì nó sẽ đẹp hơn. Không, nếu mà nhìn toàn cảnh ấy thì cũng rất là đẹp nhé. Bởi vì là nó cái thân nó nâu nâu trà xong rồi toàn bộ nó trắng nó điểm lên giống như là gọi là nhìn từ xa thì cái bông nó nhỏ nó cũng không khác như kiểu là làm có người gì? Gọi là hoa sao. Có người gọi là hoa sao nữa đấy, tên nó lắm tên lắm. Cây dòng này thì nó không như là điệp hay là một khác, tức là nó hiếm khi ra cây kỳ mà là cứ còn mắt ngủ thì là ra hoa. Còn các cây khác thì còn mắt ngủ có thể nó không ra hoa thì nó sẽ ra kỳ. Nhưng cây này cứ còn mắt ngủ còn ra hoa. Nhưng mà đã thử kích lần nào chưa? Chưa, tất cả kích cái này. Đúng, tại vì nhiều khi là thử nghiệm thôi. Ví dụ nó có những cái thân gà già này trong mình thử kích xem là nó sẽ ra kỳ hay ra hoa. Có thể thấy là hoa, khả năng ra hoa. Tức là bình thường thì không thấy ra kỳ ở trên thân. Đấy. Nhưng mà mình hiểu ý là mình thử. Có thể thử nghiệm.
nhìn từ xa nhé thì nó nhỏ, thế nên nó cũng trắng, không khác bạch câu mấy đâu nhé, trong hình ấy. Không, quay cận quay cận vào thì nó khác, nhưng mà cái ý là nói là nhìn từ xa thì nó thực ra nhìn cái này là rất là yêu, và nó không phải là đẹp lắm, rất là hay đấy, đẹp lắm. Nhưng mà như thế này vẫn chưa được coi là trắng ạ. Không, trắng là trắng rồi, nhưng mà nó có cái mắt này này, nên người ta chỉ gọi là sơ mi thôi, một nửa, chứ không phải là không trắng. Trắng trong mà. Thực ra bông đấy không rõ bằng mấy cái này. Này, cái này nó sạch. Tức là cái này là do nó lâu rồi thì nó bẩn. Còn đấy bản thân của nó không đã nhìn xương thấu qua được. Nó như cánh chuồn chuồn là ok. Chứ còn nhiều người cứ cảm giác nó hơi trắng trắng mà không. Đẹp á. Cũng thơm ấy, vì là nó nhiều hoa mà, cho nên là cái hương thơm. Nếu mà ít thì nó không thấy đâu. Nhưng mà vì cái lượng hoa nó nhiều nên là nó cũng khá là dị. Bên cạnh này có cái bông màu vàng của một cây chu đinh. Chu đinh lan. Chu đinh lan. Nên là nó rất là tương phản với lại cái màu nó khác nhau. Cái thập hoa trắng này. Thập hoa hoặc ý thả. Thập hoa hoặc ý thả. Đẹp phết, mình cứ thử ở đây xem. Nó hơi thơm đúng không? Thơm nhẹ. Đây, anh nhìn này. Đấy, nhìn trong khuôn hình thì lên rất là đẹp đấy, đùa đâu. Đúng không? Đấy. Làm sao? Đàn tuyệt vời, nhìn từ xa quay cận vào thì nó lại đẹp một kiểu, nhưng mà quay xa nó lại đẹp một kiểu khác. Rất đẹp. Cái này rất để xem video, cái chỗ nghiến này thì mềm vĩnh cửu. Cũng là một tiếng rồi.